Dạ rồi, hẹn tới Euro Sài Gòn, kính chào anh em. Chúc anh em làm một cặp bô bài lấy 1 sư 3 màu đen, hàng của Mắc In Canada. Thì đối với 301 Series 3 thì nó có hai dòng, một dòng Mexico và một dòng Canada ha. Đây là một cái cặp của Canada. Thì nó sử dụng một cái bát y chang, nhìn form bên ngoài thì nó giống Series 4 nhưng mà nó là cái mũi giải ha. Còn Series 3 Mexico thì nó cái mũi là mũi giấy. Đây là phần hình thức. Đây là phần lưới căng. Cực đẹp, không lủng lỗ tí tẹo nào cả. Ba anh em đúng hàng xịn sò ha. Đây là của cái bên dưới rất đẹp. Đây, không lủng lỗ tí tẹo nào cả ha. Rồi đây phần hình thức mặt trước ha, gần zin. Đây phần mũi ở đây chúng ta có thể dòm vào thấy con giống như cái bát Series 4 vậy. Thì có nhiều anh em đánh giá là những cái cặp 301 Series 3 của Canada thì nó cho tiếng bass mềm lực hơn Mexico. Thì nói chung là mỗi người một cách đánh giá. Đây phần chép của phần mặt trước của cái dưới nè, cái trên nè căng mỏng luôn. Phần cái phía sau, đây, cái phía sau của cái phía trên đây, không mớp méo gì cả ha, rất đẹp. Đây tổng thể phần mặt trước rất là keng. Đây bên hông là phần mặt sau nè, rất là liền lạc và rất là đẹp. Và cặp này là dòng series anh em ha. Đây về thông số nè, 301 Series 3 và Serino nè, số cuối là 0123A. Đây 0123B. Đây là cái rai ha, tên là Galet bát 1, bát 2. Trùng series, trùng đôi, trùng cặp ha. Thì hàng Made in Canada. Đây. Canada. Thì đối với dòng bô thì được hãng sản xuất tại Mỹ nè, tại Canada nè và Mexico. Đấy, nó có nhiều đời như vậy. Đây, hình thức rất là keng. Thì đối với cái cặp này quá quen thuộc cho anh em rồi, không có gì giới thiệu gì nhiều ha. Thì tất cả làm bao anh em đẹp keng và zin nguyên bản tuyệt đối ha, ngay cả gân luôn. Đây. Rất là đẹp. Em bật cái đèn lên nè. Đây. Đây. Rất là keng. Rồi bây giờ em gắn dây vào em test cho anh em ha. Và giá là 11 triệu ha. 11 triệu thì đối với cái dòng của Canada thì nó mềm hơn cái dòng Mexico chút xíu. Giá bình dân dễ chơi. Rồi, để em gắn dây vào em test nhanh cho anh em luôn. Rồi thì đang sẵn dây của con Định Ông 1000. À em xin lỗi 2000 AE thì sẵn em test luôn cho anh em ha. Những cặp này thì em đã test hết rồi, thì tất cả đã hoạt động hoàn hảo
trước khi gửi đến cho anh em. Rồi thì bây giờ em sẽ mở phần củ lò và nội thất bên trong cho anh em xem tường tận luôn ha. Giờ đây thì em đã mở ốc rồi ha. Đây là phần thành vách chiến lò cực đẹp. Rồi em đã mở ốc ra sẵn rồi. Giờ em mở lên cho anh em xem. Đây. Đây là một cái ha. Đây, còn dây nguyên luôn, chưa cặp này là chưa mở ha, chưa mở lần nào luôn, thì em mở cho anh em xem. Rồi, một cái phía bên tay phải em, bên đây cũng vậy nè. Đây phần phía bên trong em bật cái đèn lên đây. Trở nè, tụ nè, bóng đèn nè. Đấy. Bông còn rất là trắng. Rồi cái thứ hai đây, trở tụ ha. Rồi phần cũ nè, cũ lo là vàng ống. Đây anh em xem. Mới keng luôn. Đấy. Rất keng ha. Đây phần con nhện phía bên trong nè. Đấy. Cái bên tay trái của em. Đây. Rồi, rất đẹp ha. Rồi em xin kết thúc clip và giá là 11 triệu em bao ship toàn quốc. Rồi em xin kính chào anh em.